Xin chào các bạn, mình tên là Công Hậu IK43. Hôm nay mình sẽ trình bày vấn đề khó thở thì hít vào. Đầu tiên mình xin định nghĩa khó thở. Khó thở là cảm giác chủ quan của người bệnh biểu hiện bằng sự không thoải mái trong hô hấp ở nhiều mức độ khác nhau, bắt nguồn từ sự tương tác của nhiều yếu tố khác nhau. Có thể phân thành các loại khó thở như sau: khó thở thì hít vào, khó thở thì thở ra, khó thở cả hai thì, khó thở khi ngồi và khó thở phải ngồi. Khó thở thì hít vào thường gặp ở đường hô hấp trên, bao gồm các vấn đề làm tắc nghẽn đường hô hấp lúc hít vào. Khó thở thì hít vào ở trẻ em thường gặp trong viêm thanh quản do virus, sởi hoặc là hít phải dị vật. Ở người lớn, khó thở thì hít vào thường do hai nguyên nhân chính là phù nguyên và ung thư thanh quản. Trên lâm sàng, khó thở thì hít vào thường có các biểu hiện là tăng công hô hấp, run rít, nâng ngực lên khi thở, thay đổi giọng nói, rì rào phế nang giảm, di động bụng ngực ngược chiều. Phần trình bày của mình xin hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.